245 Ngày 245. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Mẹ mặc kiểu dáng loại này liệu có trông mập hay không? Mama chuan zhe zhong khuan shi hui bu hui xian pang a? Ma ma chuan zhe zhe zhong khuan shi hui bu hui xian pang a. Mama chuan zhe zhong khuan shi hui bu hui xian pang a? Mama chuan zhe zhong khuan shi hui bu hui xian pang a? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhận được lời mời kết bạn. 收到好友申请. Chà xanh và cappuccino. Lùi trà hờ cappuccino. Dự định. Tả soạn. Alo. Với. Hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. 效果确实非常好. Đến cả người bản địa. 连本地人. Đã an bài xong rồi, đã sắp xếp xong rồi. 已经安排好了. Bữa tối. 晚餐. Thời tiết mát mẻ. Thiên chỉ lãng khoai. Bên trong có cái siêu thị. Lý miền yếu cửa trao sử. Bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm. Hay bên trái sẽ có cái hầm để xe. Dù biên hội yếu cửa đi xả thính chưa chẳng. Tìm vất vả quá. Chào đỡ hào xin khủ. Đáng yêu. Khở ai. Xinh đẹp lắm mà. Thính phèo làng mà. Không có ấn tượng gì cả. Y điểm yên xiang yên mấy yếu. Đầu tiên. Sầu xiên. Dễ chịu, thoải mái. Sư phụ. Cái áo này. Trị diện sẵn y. Phòng thử đồ. Sử y chiên. Cỡ lớn, số lớn. Tả hảo. Mặc cỡ vừa. Chuan trung hảo. Liệu có trông béo hay không? Hội bù hội xén phẳng.